Vụ bệnh viện trao nhầm con, người chồng ly dị vợ vì nghi ngờ không đoan chính đã ra gặp con. Theo chị Vũ Thị Hương, hiện tại chồng cũ của chị đã biết được thông tin cháu mờ bị bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm và có từ Đà Lạt ra gặp con ruột là cháu H một lần. Trao đổi với phóng viên anh Phùng Giang Sơn, một trong hai gia đình bị bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì Hà Nội trao nhầm con, cách đây 6 năm cho biết, hôm ngày 12 tháng 7, có người xưng đại diện Sở Y tế gọi điện nói ngày 13 tháng 7, đơn vị này sẽ xuống làm việc. Tuy nhiên, đến hết ngày hôm nay, gia đình vẫn chưa gặp làm việc được với đại diện sở. Chiều ngày 13 tháng 7, đại diện bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì là ông Nguyễn Ngọc Vinh, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp đã xuống làm việc với gia đình nhưng không đưa ra được hướng giải quyết cụ thể nào. Anh Sơn cho hay, mong muốn lớn nhất của gia đình là sớm được đoàn tụ với con ruột của mình, còn vấn đề bồi thường tiền bạc chưa nghĩ tới. Còn chị Vũ Thị Hương cho biết thêm, hiện tại chồng cũ của chị là Đoàn Trung Dũng, hiện đang sống ở Đà Lạt, đã biết được thông tin cháu mờ bị bệnh viện trao nhầm và anh đã ra để về gặp con ruột là cháu H đang được gia đình anh Sơn nuôi nấng một lần. Chị Hương cho hay, sau đó chị đã tìm nhiều cách liên lạc, gọi điện rất nhiều lần nhưng ít khi anh Dũng nghe máy và khi nói về câu chuyện nhầm con, chồng cũ cũng không quan tâm nhiều. Nhiều lần như vậy, tôi nghĩ đến đã không cần con, mình cũng không gọi nữa. Từ lúc hai vợ chồng ly hôn vào năm 2017, anh ấy không chu cấp cho các con đọc nào, chị Hương kể lại. Theo lời chị Hương, kể từ khi biết sự thật, chị suy nghĩ đến gầy rọc suốt gần 10kg, phải thường xuyên vào bệnh viện điều trị do suy nhược cơ thể. Để cho hai con được gần nhau hơn và có nhiều thời gian để làm quen với gia đình mới, chị Hương cho biết sắp tới sẽ sắp xếp nghỉ dạy trường mầm non tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để về hẳn quê. Chiều ngày 13 tháng 7, phóng viên đã nhiều lần liên lạc tới số điện thoại của chồng cũ của chị Hương, cha đẻ của cháu H, do gia đình cung cấp. Tuy nhiên dù có chuông nhưng không ai nhấc máy. Đến tối cùng ngày, số điện thoại này đã không liên lạc được. Trước đó, bà Trần Thị Nhị Hàm, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 13 tháng 7, lãnh đạo phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc làm việc với Bệnh viện Đa khoa Ba Vì về sự cố do nhầm con tại bệnh viện này cách đây 6 năm. Theo bà Hà, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện phải giải quyết vụ việc này trước ngày 20 tháng 7, đặc biệt cần đảm bảo hai gia đình bị trao nhầm con đồng thuận với phương án được đưa ra. Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng, qua rà soát của cơ quan chức năng cho thấy, hai nữ hộ sinh đã thực hiện sai quy trình trong việc bàn giao trẻ sơ sinh cho gia đình dẫn đến việc nhầm lẫn. Bà Hà thông tin thêm, trong quá trình hòa giải, hai bên gia đình có đề nghị bệnh viện hỗ trợ một khoản chi phí về những tổn thất về tinh thần vật chất của sự cố giao nhầm con, trong đó có bên đề nghị bệnh viện hỗ trợ 300 triệu đồng. Quan điểm của Sở Y tế là chỉ đạo bệnh viện và các cơ quan liên quan thực hiện đề nghị của phía hai bên gia đình, bà Hà nêu. Tuy nhiên, bệnh viện cho rằng quỹ đền bù rủi ro không đủ chi trả nên chưa thống nhất trong vấn đề này. Hiện bệnh viện đã có công văn gửi Tòa án Nhân dân huyện Ba Vì xem xét giải quyết vụ việc theo pháp luật. Đối với thông tin chị Vũ Thị Hương, một trong hai người mẹ bị trao nhầm con, đã phải ly hôn chồng vì hệ lụy của sự nhầm lẫn này, bà Hà nêu việc này nằm ngoài vấn đề cần giải quyết, tuy nhiên đã có yêu cầu bệnh viện có tiếp hướng giải quyết sau ngày 20 tháng 7. Vụ trao nhầm con ở Ba Vì, Hà Nội đã cho con về nhà mẹ ruột, đến tối con lại khóc đòi về. Liên quan đến sự việc trao nhầm con cách đây 6 năm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội, chị Vũ Thị Hương sinh năm 1983, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội cho biết, thời gian đầu khi biết cháu Đoàn Nhật Mờ, chị Hương nuôi 6 năm nay là con anh Phùng Giang Sơn sinh năm 1990 và Phùng Thị Thu Hiền sinh năm 1989 ở Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, chị rất sốc. Bây giờ chị đã bình tâm hơn và đang hợp tác cùng các bên liên quan để giúp các con trở về với bố mẹ ruột của mình. Chị Hương cho biết thêm, từ khi biết Mờ là con đẻ của anh Sơn và chị Hiền, chị đã cho Mờ tiếp xúc với gia đình bố mẹ đẻ nhiều lần. Chị cũng để cháu Mờ ở lại nhà anh Sơn và chị Hiền chơi với cả nhà để mọi người gần gũi nhau. Trong thời gian tới, chị sẽ về Ba Vì làm việc và giúp cháu Mờ hòa nhập với gia đình anh Sơn cũng như để cháu Phùng Thanh Hắc hòa nhập với chị. Hiện tại, để làm tâm lý cho Mờ, trước khi nhận bố mẹ ruột, chị phải gửi con trai thứ hai 4 tuổi ở trên Phú Sơn để có thời gian bên Mờ và nói cho Mờ hiểu. Tôi đã nói chuyện với con là Mờ ơi, người ta nói con không phải là con của mẹ đẻ ra, mà con mẹ đẻ ra đang ở chỗ khác. Con là con của bố Sơn, mẹ Hiền. Đây là sự việc trao nhầm con của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì cách đây 6 năm. Thời gian tới, mẹ sẽ đưa con về nhà bố mẹ đẻ của con là bố Sơn và mẹ Hiền nhé. Tuy nhiên, mẹ vẫn là mẹ của con. Cho dù con làm gì, mẹ vẫn đứng đằng sau con. Mỗi lần nói với con, tôi thường ngoảnh mặt đi để con không thấy tôi khóc, chị Hương nghẹn lời.
cầm tờ giấy lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Chị Hương nói tiếp, chị nhận được một số thông tin nói chị không muốn giao con hay chưa thỏa thuận được đền bù nên không giao con là hoàn toàn sai, và vấn đề bồi thường sẽ là để pháp luật quyết định. Ngoài ra, điều chị mong mọi người hiểu là các cháu đang tuổi mới lớn, nếu không làm tư tưởng tốt sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu sau này. Ngoài ra, hai cháu chưa chuẩn bị tâm lý nhận bố mẹ mà vẫn cố tình giao, các con không chấp nhận có thể xảy ra trường hợp các cháu trốn đi và dễ bị lạc. Từ những suy nghĩ trên nên chị Hương đã nói với anh Sơn là cháu M ở bên nhà chị rồi thì cứ đợi chị có thời gian ổn định tâm lý cho con nhà em, để tốt cho con nhà em thôi chứ không phải cho chị. Và mỗi tối chị Hương thường dạy M cách đánh phần tên bố Sơn, tên mẹ Hiền, cũng như nói chuyện để con hiểu. Tôi nuôi M 6 năm, trải qua nhiều biến cố, cũng có nhiều tình cảm lắm. Gia đình anh Sơn cũng vậy, nuôi cháu H 6 năm, giờ cháu chuyển đi cũng nhớ lắm. Do vậy chúng tôi sẽ giúp hai con hòa nhập với gia đình mới, từ từ và nói cho các con hiểu. Chị Hương ngẹn ngào. Nói về việc có đổi tên của con sau khi hai gia đình nhận con đẻ về không, chị Hương cho hay chị vẫn giữ tên con là Đoàn Nhật M và thêm tên gọi khác là H. Được biết, Phùng Thanh Hắc đã được chị Hương đưa xuống Hà Nội chơi với chị gần một tuần và M đã được chị Hương đưa về nhà anh Sơn và chị Hiền ở được một ngày, đến tối thì cóp đơn về mẹ. Chia sẻ về việc chăm sóc Đoàn Nhật M, chị Hương cho hay, đứa con thì không kể, nhưng chị chia sẻ chuyện để mọi người hiểu, chăm sóc được M như ngày hôm nay rất vất vả. Vào tháng 12 năm 2012, khi M mới sinh được hơn một tháng, thì có biểu hiện tím tái người và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây bác sĩ kết luận M bị viêm co thắt phế quản, viêm phổi. Sau khi chữa trị xong, gia đình đưa M về quê Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội. Từ đó mỗi tuần gia đình lại đưa M đi điều trị với căn bệnh trên. Lần nặng nhất gia đình phải đưa M xuống Bệnh viện Nhi Trung ương nằm gần 10 ngày. Các tay chân của con không lấy được ven nữa mà phải lấy ven ở phần đầu. Sau đó tình trạng bệnh của M đỡ hơn. Càng lớn M đỡ phải đi viện mà chỉ dùng thuốc ở nhà. Thời gian M dưới 4 tuổi, con thường xuyên phải đưa đi bệnh viện điều trị. Từ khi M được 4 tuổi đến nay, tỷ lệ phải đi viện của con giảm đi, chị Hương nói. Được biết thời gian sắp tới, người mẹ này sẽ thu xếp công việc để về quê làm việc, tạo điều kiện cho gia đình thường xuyên đi lại, quen dần. Khi đó, cả các con và bố mẹ sẽ không còn bị sốc. Phụ trao nhầm con ở Ba Vì, bức ảnh trên Facebook vô tình tiết lộ sự thật bất ngờ. Vợ chồng anh Sơn từng nhiều lần cãi vã, nghi ngờ nhau vì đứa con sinh ra không giống mình. Thế nhưng sau khi vô tình phát hiện bức ảnh con chị Hương trên Facebook có nhiều nét giống mình nên anh chị đã tìm đến. Từ đây họ đã vỡ lở ra sự việc đầy trớ trêu. Xoay quanh câu chuyện hai gia đình phải chịu nhiều cay đắng sau khi phát hiện sự thật Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội trao nhầm trẻ sơ sinh cách đây 6 năm, ngày 13 tháng 7. Tại ngôi nhà của gia đình, vợ chồng anh Phùng Nhân Sơn, 28 tuổi, ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, vẫn không giấu hết nỗi mệt mỏi, lo lắng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Phùng Thị Thu Hiền là người đang nuôi dưỡng con trai ruột của chị Phụ Thị Hương, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội. Còn Đoàn Nhật M, chị Hương đang nuôi. Cùng huyết thống với vợ chồng chị Hiền, trước khi sự thật được phát hiện, gia đình chị Hương rơi vào cảnh đổ vỡ, còn gia đình chị Hiền cũng rơi vào cảnh lục đục, cãi vã thường xuyên. Sau khi đón con từ bệnh viện về nuôi nấng, bé Phùng Thanh Hắc không giống cha mà cũng chẳng giống mẹ. Con càng lớn chị Hiền càng chịu nhiều điều tiếng và áp lực khi chồng, gia đình chồng và những người xung quanh luôn nghi kỵ, bàn tán xôn xao về cậu con trai mà chị đã sinh cách đây 6 năm. Việc bệnh viện trao nhầm con cho gia đình tôi 6 năm trước đến nay đã được phát hiện, đã gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi cũng như người thân trong gia đình. Cháu Phùng Thanh Hắc, con tôi nay đã 6 tuổi, 6 năm qua mỗi ngày một lớn thì ngoại hình của cháu cũng từng ngày càng thay đổi và không hề giống bất kỳ ai trong gia đình. Điều này đã làm cho nhiều người phải suy nghĩ về phẩm hạnh của tôi, chị Hiền tâm sự. Đến khi phát hiện sự thật cháu Hắc không phải là con ruột của mình, vợ chồng chị Hiền bị sốc, không dám tin vào sự thật, không dám tin là có sự nhầm lẫn này. Tôi thực sự xót xa cho hai đứa trẻ, xót cho chính con ruột của mình. Bây giờ chỉ mong muốn có thể đưa hai cháu về đoàn tụ với gia đình càng sớm càng tốt. Suốt 6 năm qua, chúng tôi yêu thương, chăm sóc cháu, nhưng bản thân tôi chịu những áp lực vô hình. Vợ chồng tôi nhiều lần cãi nhau cũng bởi con không giống bố mẹ và người thân. Chỉ đến khi chúng tôi phát hiện bức ảnh của con chị Hương đăng trên Facebook có những đặc điểm giống với người trong gia đình, chúng tôi đi tìm hiểu và xét nghiệm, mấy hai con mình đã bị trao nhầm vào gia đình chị Hương. Thông tin này giúp cho tôi giải tỏa được áp lực, những hoài nghi và sắp tới tôi sẽ được gặp con, chị Hiền trải lòng. Ngoài kế bên vợ, anh Phùng Nhân Sơn, chồng của chị Hiền cho biết, từ khi phát hiện sự việc thì gia đình đã tìm cách để liên lạc giải quyết, mong hai cháu được về đoàn tụ với gia đình để bù đắp những tổn thất cho các cháu.
Tuy nhiên, sau khi sự việc được phát hiện thì gia đình đã liên hệ với Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì để giải quyết công tâm thì bệnh viện càng làm sự việc trở nên phức tạp hơn. Trước đó, hai bên gia đình đã có sự thống nhất, nhưng khi bệnh viện vào cuộc làm công tác tư tưởng cho hai bên gia đình thì mối quan hệ giữa hai gia đình đi xuống trầm trọng. Tôi gọi cho gia đình bên kia thì gia đình không còn liên lạc được, và sau đó nhiều lần liên lạc với phía bệnh viện cũng không được. Gần nhất đại diện bệnh viện thông báo với gia đình là bệnh viện bó tay, không có cách nào giải quyết sự việc ổn thỏa, nên tôi mới viết đơn lên tòa án và Bộ Y tế. Anh Sơn nói, người cha này cũng cho biết việc phát hiện này là hoàn toàn tình cờ. Gần Tết có một người bạn gửi cho tấm ảnh hình đứa bé giống tôi nên tôi cũng nghi ngờ. Sau đó vợ chồng tôi đã đến tận nhà cháu bé rồi xin mẫu đi xét nghiệm ADN thì có kết quả giống tôi. Tôi chưa tin nên đi xét nghiệm thêm lần nữa. Cũng có kết quả như vậy nên mới báo cho gia đình và thuyết phục vợ tôi đi xét nghiệm cùng. Song song đó tôi cũng đến gia đình chị Hương để thuyết phục gia đình cùng đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm làm ai cũng bất ngờ, anh Sơn nói thêm.